Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tính, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải viếng, đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Tiếng còi đồng tâm. Các con à, tới uống chút nước nào. Con cảm ơn mẹ. Đây. Ngu ngu, bạn không lễ phép gì hết, đã không đứng dậy đón ly nước mà không nói cảm ơn nữa. Cái này có gì đâu, mình ở nhà đều là như vậy, cùng lắm thì mình về nhà thôi. Ngưu ngưu, trời nóng thế này con đừng ra ngoài chạy lung tung, ở trong nhà mà chơi. Để dì đi gọt trái cây cho hai đứa. Hiếu hiếu, ngưu ngưu không lễ phép là bởi vì em ấy không giống em, được tiếp xúc giáo dục của thánh hiền, cho nên em càng phải đối xử lễ phép thân thiện với em ấy. Em thấy đó, đối xử với ngưu ngưu như vậy không những không có lợi cho ngưu ngưu, cũng khiến cho mẹ em phải bận lòng. Tiểu sủng ca, trời nóng quá, anh mau làm cho thời tiết mát hơn đi. Anh nghĩ ra trò chơi rất hay, chúng ta lên trời kéo mây tới che ánh sáng mặt trời lại, như vậy sẽ mát mẻ thôi. Trò này hay đó, em muốn đi. Hiếu hiếu chắc chắn không dám đi đâu. Hả? Ai nói chứ, mình đương nhiên dám đi rồi. Được, giờ anh sẽ đưa tụi em đi. Mây ơi, mây ơi, mau tới đây đi. Hiếu hiếu, bạn mau xem đó là gì vậy? Hiếu hiếu, ngu ngu, chào hai con. Xin nguyệt gia gia, chào ngài. Ngài tới làm gì vậy? Là tiểu sủng ca kêu ta tới giúp hai con. Hả? Dùng cái còi này có thể khống chế đám mây. Hả? Hả? Ngu ngu này, không lễ phép một chút nào hết đó. Không sao đâu, hiếu hiếu, vậy con cùng đi với ta. Ngưu ngưu, con tìm được bao nhiêu đám mây rồi? Ngưu ngưu, bạn xem. Ngưu ngưu, nếu chúng ta tới nhờ đám mây giúp đỡ thì phải đến trước mặt đám mây lễ phép dờ giả mới được. Tùy tiện thổi sáo giống như con thì đám mây cũng không biết là con đang gọi ai. Nào, con mau đến chỗ dựng đám mây ở phía sau ta thử xem. Hả?
Tinh Nguyệt Gia Gia, con biết phải làm như thế nào rồi. Hả? Đám mây của con. Được rồi hai đứa, ta cũng mệt rồi, việc còn lại đều dựa vào hai con. Đi thu thập thêm ít đám mây nữa là có thể che ánh sáng mặt trời lại rồi. Hiếu Hiếu, chúng ta thi xem ai tìm được nhiều mây hơn nha. Xem mình mời được bao nhiêu là mây nè. Vẫn là của mình nhiều hơn bạn. Hiếu Hiếu, mau đưa mây của bạn đi. Mà cương mây của bạn đừng làm loạn nữa. Ngô Ngô, bạn ở đâu vậy? Ngô Ngô, chắc chắn là Tinh Nguyệt Gia Gia muốn giúp chúng ta ra ngoài. Theo Dạ Minh Châu đi, nhanh lên. Ngu ngu, mình đếm 1, 2, 3, ta hãy cùng nhau thổi còi thì có thể sẽ khiến đám mây nghe được tiếng còi đó. Mình biết rồi. 1, 2, 3. Một, hai, ba. Bên ngoài rồi kìa. Hiếu Hiếu, tụi con cứ ở đây đi, ta phải đi giải tán những đám mây đen này. Hiếu Hiếu, cảm ơn con. Xem ra pháp lực của ta không còn nhiều. Hiếu Hiếu, mau đứng sang đám mây của mình. Ngu ngu, chúng ta hãy cùng nhau giúp đỡ Tinh Nguyệt Gia Gia đi. Được. Hả?
Hiu Hiu, Ngư Ngư, lúc nãy hai con đã giúp ta một việc lớn đó. Tinh Nguyệt Gia Gia, xin cảm ơn ngài đã chăm sóc tụi con. Cảm ơn ngài. Tạm biệt. Tạm biệt ngài. Tạm biệt hai con. Các con à, tới ăn lê nào. Con cảm ơn mẹ. Ngu ngu, ăn lê thôi. Cảm ơn Hiếu Hiếu. Cảm ơn gì? Các bạn nhỏ ơi, xuất tắc để chính là nói tới cho dù đối đãi với anh chị em của chúng ta, bạn bè, người lớn hay là người xa lạ, đều phải có tâm kính yêu, giúp đỡ lẫn nhau, dìu dắt lẫn nhau. Như vậy mới khiến cho cha mẹ người thân của chúng ta an tâm. Đồng thời, đây cũng là sự thể hiện của hiếu đạo.